chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại Thông Tin Người Nổi Tiếng. Nhưng trước khi bước vào chương trình, mình cũng mong quý vị khán thính giả thông cảm cho mình. Cái giọng nói chung nó cũng hơi nặng chút xíu nha anh em nha. Tại vì mình làm nông, làm ruộng nên là lâu lâu làm MC, tập làm YouTuber nó cũng ngỡ ngàng nhiều thứ. Mọi người thông cảm và chúng ta bước vào chương trình. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngỏ ý làm vợ bé Nguyễn Ngọc Ngạn và cái kết đắng. Trước khi mà vào thì các bạn nhớ bấm cho mình cái đăng ký nha, like, subscribe. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhận cái kết đắng khi ngỏ ý làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nổi tiếng là người dẫn chương trình duyên dáng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn được cộng đồng mạng biết đến là một người phụ nữ thông minh, có biệt tài gây cười, dí dỏm, hài hước với những chia sẻ thú vị trên Facebook cá nhân. Mới đây thì nữ MC có đăng tải cái dòng trạng thái ghi lại màn tỏ tình, ngỏ ý muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nguyễn Ngọc Ngạn các bạn cũng biết rồi đúng không? MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết: anh Ngạn ơi, em hỏi thật nha, anh có muốn lấy vợ bé không? Em đang cần lấy người có quốc tịch Canada để dọn sang bên đó. Kỳ Duyên rất bất ngờ khi câu trả lời mà chị nhận được của từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Anh chắc là cô đang buồn nên cô nghĩ quẩn, cô muốn lấy anh để sang Canada. Tại sao cô không lấy con trai? Anh có thể tổ chức cái đám cưới cho cô và con trai ngay trong tuần. Con trai anh sẵn sàng hy sinh để lấy cô, để cô dọn qua Canada. MC Nguyễn Ngọc Ngạn trả lời Kỳ Duyên. Màn tỏ tình của MC Kỳ Duyên muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn ngay sau khi đăng tải đã thu hút hơn chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ nhiều ý kiến từ người hâm mộ, tỏ ra thán phục trước sự hài hước của hai MC khi có cái màn đối đáp dễ thương đầy bất ngờ. Ôi bác Ngạn, con ngưỡng mộ bác quá. Bác vì vợ mà không lấy Kỳ Duyên mà để cho con trai hưởng phúc thay. Facebook Sam Anh Jun trả lời hài hước, đáp lời những người hâm mộ và nói về lý do ngỏ ý làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Làm vợ bé thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết lấy anh về sáng nhổ tóc bạc, tối nằm gãi lưng đỡ mệt hơn ạ. Dòng trạng thái của nữ MC không chỉ dừng lại ở việc ngỏ ý muốn làm vợ bé của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhiều người hâm mộ cũng đoán được cái hàm ý chỉ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về chuyện ông Donald Trump mới lên làm tâm Tổng thống Mỹ được thể hiện cái status như vậy. Đang thất vọng về cuộc bầu cử nhưng đọc được trò chuyện này sẽ phải phi cười, chỉ xuất sắc, phục chị hay là dí dỏm đầy sâu sắc. Trước đó thì không lâu, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì quan điểm phụ nữ là dễ sợ được nhiều người ví như khẩu hiệu cho chị em. Vâng, nói về MC Nguyễn Ngọc Ngạn thì chân dung bà vợ ít biết của người kể chuyện ma, MC Nguyễn Ngọc Ngạn của trung tâm Thúy Nga Paris By Night. Đằng sau thành công của Nguyễn Ngọc Ngạn là một người vợ tuyệt vời. Đến nay Nguyễn Ngọc Ngạn và vợ đã có 34 năm sống bên nhau. Nguyễn Ngọc Ngạn là một MC hải ngoại, nhà văn và người kể chuyện ma nổi tiếng. Dù đã có tuổi nhưng đến nay Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn được nhiều người yêu mến. Cuộc sống của Nguyễn Ngọc Ngạn từng trải qua nhiều sóng gió. Được biết Nguyễn Ngọc Ngạn có hai đời vợ. Người đầu là chị Lê Thị Tuyết Lan, kết hôn khoảng năm 1970, đã mất. Người sau tên Diệp, kết hôn vào năm 1982. Nguyễn Ngọc Ngạn và vợ thứ hai có một người con trai chung. Theo MC Kỳ Duyên thì Nguyễn Ngọc Ngạn và người vợ thứ hai có cái duyên trời định, khi gặp nhau một ngày là hỏi cưới liền mà sống 34 năm hạnh phúc. Tình cảm của Nguyễn Ngọc Ngạn với vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nguyễn Ngọc Ngạn thường dành cho vợ những cái lời có cánh trên trang cá nhân: yêu mãi anh thôi, người rất quan trọng với tôi.
luôn đứng sau sân khấu. MC Kỳ Duyên thì hài hước gọi đàn anh Nguyễn Ngọc Ngạn là hội trưởng hội server. Còn những cái câu chuyện về Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Kỳ Duyên, về cuộc sống của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng khá là thú vị. Nguyễn Ngọc Ngạn thì sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945, là nhà văn và giảng chương trình, người Canada gốc Việt. Ban đầu ông được biết đến với tư cách là nhà văn sở hữu nhiều cuốn truyện sách được người Việt ở hải ngoại đón nhận. Kể từ năm 1992, ông bắt đầu đảm nhận vai trò người giảng chương trình của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Vâng, Nguyễn Ngọc Ngạn là con thứ ba trong gia đình có 6 người con, sống tại tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Năm 1954 thì ông theo gia đình di cư vào Nam, sống tại một xóm của người Công giáo ở Củ Chi, thuộc tỉnh gia đình cũ. Đến năm 1957 thì gia đình ông chuyển về Sài Gòn sống ở khu ngã ba Ông Tạ, thuộc quận Tân Bình, tỉnh gia đình cũ. Thời trung học thì Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tông, nay là trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, và trường Chu Văn An Sài Gòn. Có thời gian ông theo học kịch nghệ tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp thì ông tiếp tục học lên đại học, trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Và khi ra trường ông giảng dạy ngoại ngạch tại một số trường công lập. Năm 1970 thì ông Ngọc Ngạn gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đầu tiên thuộc sư đoàn 9 bộ binh, sau này thì về tiểu đoàn địa phương quân tác chiến ở quận Cái Bè, tỉnh Định Tường, tức là Mỹ Tho, trước kia thuộc tỉnh Tiền Giang bây giờ đó các bạn. Năm 1974 thì Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa biệt phái ông về và tiếp tục dạy học, nhưng không được bao lâu thì đến ngày 30 tháng 4, sau Sài Gòn sụp đổ, Ngọc Ngạn phải đi học cải tạo. Năm 1978 ông được trả tự do và là người đầu tiên trong gia đình vượt biên. Tàu đến gần Malaysia thì bị cảnh sát sửa tải bắn. Tài công hốt hoảng khiến tàu bị sóng lớn đánh lật. Vợ và con trai ông đều bị chết đuối. Ông cùng những người sống sót được chuyển đến trại tị nạn. Sau đó thì ông sang định cư tại Canada, ban đầu tại thành phố cảng Colombo. Năm 1985 ông chuyển đến thành phố Toronto và định cư tại đó đến nay. Ông đã có 2 đời vợ, người đầu tiên là Lê Thị Tuyết Lan, vâng, kết hôn năm 1970 và đã chết trong chiến vượt biên biển cùng đứa con đầu lòng sinh năm 1974 của cả hai người. Người sau tên là Trần Ngọc Diệp, kết hôn vào năm 1982. Ông có một cậu con trai khác với vợ sau. Ông có người em trai là nhạc sĩ Ngọc Trọng, tác giả của một số ca khúc như Buồn Vương Màu Áo, Đêm Cô Đơn. Vâng, thông tin về ông cộng tác với Trung tâm Thúy Nga. Năm 1992 thì Thúy Nga Paris by Night mai mờ Nguyễn Ngọc Ngạn sang Paris, Pháp. Ông đến trụ sở ở quận 13 gặp vợ chồng ông Tô Văn Lai. Tuy nhiên vẫn còn lưỡng lự sau khi mà thảo luận về lời mời làm dẫn chương trình. Hầu hết mọi người bên gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn đều phản đối việc này, riêng chỉ có em trai Ngọc Trọng là ủng hộ. Lần đầu xuất hiện trong cuốn Paris by Night số 17. Sau lần ra mắt đó, ông được ban giám đốc Thúy Nga đề nghị cộng tác độc quyền. Khác với các MC trước đó, Ngọc Ngạn cố gắng vận dụng kiến thức văn dọc, văn học để làm giàu nội dung dẫn chương trình và không ngừng tìm kiếm các mẫu chuyện vui để mang lại tiếng cười cho khán giả tham dự chương trình. Ngoài ra cái vai trò của MC, ông cũng tham gia viết kịch cho Paris by Night và thu âm sách nói. Sau hơn 20 năm làm việc cho Trung tâm Thúy Nga Paris by Night, đã đặt và biết và thực hiện riêng cho chương trình Paris by Night chủ đề 107, chủ đề Nguyễn Ngọc Ngạn 20 năm sân khấu, để ghi nhận những cái đóng góp của ông. Vâng, ngoài ra thì ông cũng có rất là nhiều cái tác phẩm văn học. Ngoài văn chương chính thống thì Nguyễn Ngọc Ngạn còn sáng tác của nhiều câu chuyện ma kinh dị được độc giả hải ngoại cũng như giới trẻ Việt Nam biết đến rộng rãi, như Tiếng Quạ, Mò Réo On Hùng, Ngôi Mộ Đắp Mới Đắp, Đêm Trong Căn Nhà Hoang, Bóng Ma Bên Cửa, Bãi Đắp Hoang Sau Nhà, Chuyến Xe Buýt, vân vân, rất là nhiều, phải nói rất nhiều luôn các bạn ơi, nói kha không hết.
Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của mình để mình có cái động lực tiếp theo. Chúc mọi người sức khỏe và gia đình hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi. Chúc mọi người phát tài. Rồi, bye bye mọi người nha. Chương trình radio của chúng ta hôm nay tạm biệt. Các bạn nhớ bấm vào các video khác ở cuối màn hình ha các bạn ha. Ở cuối màn hình có những cái video khác. Chúc các bạn sức khỏe. Tôi yêu các bạn rất là nhiều. Yêu và rất yêu.